Kính chào quý bạn và quý vị. Clip này anh em mình cùng nhau tìm hiểu tham khảo về bộ linh kiện bên trong của đôi loa Kenwood KL368D. Anh em thích xem linh kiện để mình mổ xẻ linh kiện cho anh em xem thôi. Nhiều anh em đăng ký là anh em mua sản phẩm đầy đủ hết rồi, ở nhà có đầy đủ, không thiếu cái gì. Nhưng anh em chỉ thích coi củ loa, củ đồ các thứ vậy. Thì mình sẽ làm như này để anh em mình xem cho nó thỏa thích ha. Thì đây là Kenwood KL368D. Nói sơ về tấm lưới nó này, tấm lưới rèm. Xong cận cảnh lên thì anh em thấy cái tấm lưới nó cũng khá là đáng yêu. Các cái thanh được xếp dọc giống cái rèm cửa nhà mình nhé nào. Nhìn cũng khá là hay ho. Về cái loa bass thì nó có một quả loa rất là to, đường kính lên tới 40 luôn. Cái màu bass này, màu trắng sủa, nhìn vào thấy nó yêu lắm luôn, rất là đẹp. Cái gân thì nó sử dụng gân vải tẩm dầu, gân vải này thì siêu bền, không thể hư. Cái mũi bóng theo cái màu nhôm, giống như màu kim loại nhôm, nhìn rất là đẹp ha. Rồi bên đây chúng ta có cái quả loa siêu chép bóng loáng luôn, bên trên là hai cái chép còi, bên đây là cái mid kèn và bên đây là cái mic giấy. Kế đây nữa chúng ta có cái nút tinh chỉnh ba chế độ. Mình chỉnh nó sẽ cái giải cao sẽ lên xuống theo ba chế độ đó ha. Rồi về bên trong thì em thấy mình tháo tùm lum từ lứa ra đây rồi. Đây là cái củ loa bass. Thì nhiều anh em hỏi tại sao loa Kenwood mà lại củ trio này. Anh em thấy toàn bộ đây là trio hết ha. Tất cả các củ loa của cái sản phẩm này là trio. Thì cũng xin bật mí với anh em luôn là cái loa Kenwood và cái loa trio hai hàng này nó là một. Nó chẳng qua là khác cái tên thôi, còn hai cái hàng Kenwood và trio là cùng một nơi và nó là một chủ sở hữu, thành ra là nó có thể xài cho nhau như vậy đó. Kenwood với trio là một nha anh em nha. Nhiều anh em chưa biết thì mình giải thích luôn. Đây là củ loa bass. Mình thấy nó làm rất là chắc chắn, từ củ từ cho đến cái sắt rất là dày, rất là cao cấp luôn, rất là to ha. Và cái thông số nó là 8 ôm 40W, 40W nọc man thôi, còn max của nó lên tới là 150W, tức là đánh maximum luôn đó, là 150W 8 ôm củ Japan. Cái phần gông này rất là dày, sơn màu đen, sơn tĩnh điện, nói chung đồ của Nhật, họ làm từ cái dao cái kéo ha, họ làm rất là nhiều sắt, nhiều kim loại, chắc chắn lắm. Thì loa của Nhật thì nó cũng chắc chắn như dao kéo đồ về đời ha. Rất là dư thừa, rất là chắc chắn luôn. Thì củ bát nó nhìn nó siêu siêu khủng luôn. Qua củ mít thì củ mít thì cũng bình thường. Họ ghi là 8 ohm, max là 60 mà nọc man là 25W, sản xuất ở Nhật, Japan. Đó. Củ mid này thì cũng bình thường thôi, tất cả thì nó còn rất là đẹp. Đây là cái củ mid kèn, nọc man 5W, hết công suất là 35W, cũng là 8 ohm, sản xuất ở Nhật. Cái củ mid kèn này mình rất là thích, họ làm rất là bóng, nhìn rất liền lạc. Cái họng thì là bằng kim loại nhôm. Đó. Đây là củ chép còi. Cái củ chép này thì là 16 ôm này, 25 tới 35W. Đó. Của siêu chép, cái loa nhỏ nhất thì là từ 3 đến 10W 8 ôm. Cái này thì nó kêu nhỏ nên là công suất nó không có lớn đâu, nó kêu xì xì thôi. Đây là cái phần tần loa này nhìn gấu nha. Cái linh kiện nó khá là dày đặc luôn, bởi vì cái driver nó rất là nhiều, thành ra là cái phần tần phải làm nhiều linh kiện để đáp ứng cho đầy đủ nhiều cái driver.
Tựu chung lại là mình thấy cái đôi loa Kenwood KL3 số 8 này làm linh kiện rất là ưng ý, rất là gấu luôn. Để mà so sánh với các cái dòng loa khác á, thì nó cũng khó. Nên anh em thể đầu tư theo cái mức tiền của mình thôi. Mình giả dụ như anh em nghe băng cối mà nghe bằng cái loa này thì miễn bàn, rất là hay và hay hơn trong tầm giá của nó. Anh em có nhiều tiền anh em mua 99A rồi giá 40 mấy triệu đồ này kia thì không nói ha. Anh em có đâu đó khoảng 16 triệu trên dưới gì đó, anh em xài cái dòng này cho mình. Dòng này hoặc dòng khác cũng được, bát 40, và nó là dòng Sunsui hoặc Kenwood. Nhiều driver như này, anh em nghe bằng cối, nghe bằng tép hoặc nghe đĩa than rất ok và rất là hay trong cái tầm giá của nó luôn, không thua 99A nhiều. Đó là lời khuyên của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong clip mới nhất. Xin cảm ơn.